kinh đại thừa vô lượng thọ tra nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác người giảng lão pháp sư tịnh không tập ba xin mời mở kinh văn trang thứ nhất Nhìn xuống hàng thứ tư Mời xem kinh văn Như thị ngã văn Nhất thời Phật Tại Dương Xá Thành Kỳ xà quật Sơn Trung Giữ đại tỳ kheo chúng Dạng nhị thiên nhân câu Chúng ta xem đến chỗ này kinh mở ba phần Chúng ta cũng đem nó tỉnh lược bớt Ngày trước đã giảng qua rất nhiều lần Mọi người đều rất quen thuộc Hôm nay chúng ta Phải học tập những thứ nào Ở trong Kinh văn Cho nên lần giảng giải này Chúng ta đặc biệt chú trọng ở chỗ kinh phật khi vừa mở đầu luôn có bốn chữ như thị ngã văn bốn cái chữ này hàm nghĩa của bốn cái chữ này rất là sâu rất là rộng thực tế ra mà nói sẽ nói không cùng tận Cái gì gọi là như thị Đại Đức xưa Nói rõ Cho chúng ta Cách nói đơn giản nhất Như thị chi kinh Ý nói là Tôi đích thân nghe được Phật nói Đây là cách giảng nói đơn giản nhất Tôi là ai vậy? Là Tôn giả A Nan tự xưng. Năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh nói pháp, tuyệt nhiên không có ghi chép. Cùng với không lão phu tử năm xưa ở đời dạy học, cũng là như vậy. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của ngài các học trò cảm thấy lão sư cả đời nói ra đối với tất cả chúng sanh thực tế là rất quan trọng không thể để cho những gì đã nói ở ngay trong một thời đại này bị chìm mất không thể truyền tiếp nữa thì thật là đáng tiếc cho nên các học trò mở hội để thảo luận làm thế nào đem tất cả kinh mà phật đã nói lưu truyền được dài lâu thế là mới có cuộc kết tập này trong lúc kết tập kinh tạng hoàn toàn phải nhờ vào sức nhớ của người ngay lúc đó. Các vị nên biết, Phật nói Pháp 49 năm. Hiện tại có một người nào những kinh đã giảng trong 49 năm bạn có thể ghi nhớ được. Nhất là kinh đã giảng 49 năm trước bà còn có thể nhớ được hay không? E rằng ở thế gian này của chúng ta Không tìm ra được một người Đừng nói chi 49 năm Những thứ đã giảng 9 năm trước Cũng e rằng bạn đã quên hết sạch trơn Đều không thể ghi nhớ May mà Ở ngay trong đệ tử Phật Năng lực ghi nhớ của tôn giả A Nan Đặc biệt mạnh Đích thực cái năng lực Đầy của Ngài A Nan rất thù thắng. Sau khi nghe qua một lần, vĩnh viễn sẽ không hề quên đi. Cho nên kết tập kinh tạng, mọi người liền tuyển cử Anan ra để giảng lại. Đêm kinh mà Thế tôn cả đời đã giảng, trùng tuyên giảng lại một lần, cũng giống như hiện tại chúng ta tập giảng lại vậy, giảng lại một lần. Thính chúng đều là những bậc đại a-la-hán đều là đệ tử lớn của Phật. Những vị này đều đến nghe, nghe ngài A Nan thuyết, làm chứng cho A Nan. Kết tập lần thứ nhất có 500 A La Hán, 500 người đến nghe A Nan giảng lại. Ngay trong 500 người, nếu có một người nêu ra ý kiến nói, A Nan, Câu nói này dường như không phải Phật nói như vậy. Vậy thì phải bỏ đi. Cần phải sửa đổi. Không phải nói nhiều người tán thành thì thông qua. Không phải vậy. Toàn thể 500 người thấy đều thông qua. Như vậy mới có thể ghi chép lại trở thành kinh điển truyền lại cho đời sau. Có một người phản đối cũng không được. Đó là lấy chữ tính đối với đời sau. Người đời sau có được kinh điển, khởi lòng tôn kính. A Nan giảng lại như Phật đã nói, không hề khác nhau. Cho nên, khi vừa mở đầu kinh, như thị ngã văn. Ở trong đây, còn có rất nhiều ý nghĩa các vị có thể tham khảo chú giải của đại đức xưa ngày nay chúng ta phải học tập lấy ngay bổn tông mà nói mật nghĩa của như thị như chính là chân như bổn tánh cả đời thế tôn đã nói chính là nói rõ thể tướng tác dụng của tự tánh đó chính là thật tướng các pháp mà trên kinh bát nhã đã nói phật chính là nói việc này dùng cái chữ như này để đại biểu tánh như tướng này tướng như tánh này tánh tướng không hai tánh từ trên lý mà nói tướng là từ nơi sự mà nói lý như sự này sự như lý này lý sự không hay phật nói rõ cho chúng ta nghe đại đạo lý này nói rõ cho chúng ta nghe chân tướng sự thật này cho nên khi vừa mở kinh ra liền dùng hai chữ như thị chân thật là đã đem tổng cương lĩnh nói ra. Nếu như có người hỏi, kinh điển Phật giáo của các người nhiều như vậy, trước cuộc thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra những gì? Bạn liền nói cho họ, như thị mà thôi. Nếu bạn muốn hỏi hai chữ như thị này, muốn giải thích một cách tỉ mỉ, một bộ đại tạng kinh chính là giảng hai chữ này. Đích thực ra là không có một câu không có một chữ nào siêu diệt hơn hai chữ như thị. Cho nên ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng, vô tận. Theo bụng tông mà nói, cụ Đức cũng có cách nói như vậy. Như là nói thị tâm thị Phật. Thị là thị tâm tác Phật Cách nói này Cũng nói được rất hay Hoàn toàn Là theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đã Nói rõ Nguyên lý Y cứ của tịnh Tông Đức thực ra là Nguyên lý cơ bản của tịnh Tông Chính là hai câu này Thị tâm thị Phật thì tâm tác phật hay nói cách khác tâm chính là phật phật chính là tâm người nào mà không có tâm chứ bạn đã có tâm cho nên phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành phật lời nói này chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ tại vì sao nói vốn dĩ thành phật thì tâm thị Phật đó mà. Lời nói của Tông Môn Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Minh tâm là chân tâm. Chân tâm chính là bụng tánh. Minh tâm chính là kiến tánh. Kiến tánh, tâm tánh chính là Phật. Tâm chính là Phật, tánh chính là Phật. vì sao tâm và tánh đều là phật thì hà tất phải nói hai chữ hai chữ này đương nhiên có hai cách nói thông thường nói tánh là bản thể của tâm tâm là tác dụng của tánh hay nói cách khác tâm chúng ta tâm có thể có dụng từ trên thể thì gọi nó là tánh từ trên tác dụng thì gọi nó là tâm, cho nên có lúc cái thể dụng này dùng một chữ để nói nói tâm cũng được nói tánh cũng được hai chữ này hợp lại với nhau một cái gọi là thể một cái gọi là dụng việc này chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng hiểu cho tường tận. Chúng ta vốn dĩ đã là Phật. Vì sao hiện tại không phải là Phật? Vì sao không phải là Phật vậy? Chúng ta làm cho tâm tánh mê mất đi rồi. Việc này trên kinh nói mê mất là mê mất, không phải thật đã mất đi. Quyết định không thể nào thật bị mất đi. Cho dù bạn biến thành ngạ quỷ, biến súc sanh đọa A tỳ địa ngục. Tâm tánh của bạn vẫn không hề bị mất đi, vẫn tồn tại. Mê mất thôi. Chính mình có chân tâm, có bụng tánh, mà không thể giác ngộ, không thể nào phát hiện ra. Là do sự việc như vậy. Sau khi mê rồi, thì chúng ta không gọi là tâm nữa cũng không gọi là tánh vậy gọi là gì vậy ở trong phật pháp gọi là thức gọi là tình tình thức tình thức chính là tâm tánh tâm tánh mê rồi đổi một danh từ gọi đó là tình thức giác ngộ rồi thì gọi nó là tâm tánh tâm tánh suốt cuộc là như thế nào vậy chúng ta làm thế nào mới có thể nhận biết nó phật nói với chúng ta thể của tâm tánh là không tịch nó không phải là một vật chất thế nhưng nó đích thực là đang tồn tại bao gồm tất cả hiện tượng vật chất đều là từ nó biến hiện ra nó là cội gốc của vũ trụ nhân sanh vũ trụ nhân sanh từ do đâu mà ra tâm tánh biến hiện ra cho nên ở trên kinh hoa nghiêm phật nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm do tâm hiện ra đó là do chân tâm chúng ta biến hiện ra cảnh giới hiện ra vì sao phức tạp đến như vậy có biến hóa nhiều đến như vậy cái biến hóa đó là do thức biến ra mê rồi mới có biến hóa nhiều như vậy trong mười pháp giới từ bên trên mà nói phật bồ tát thanh văn duyên giác bên dưới là sáu đường càng hướng xuống mê càng sâu càng hướng lên trên thì mê sẽ càng ít đi đều là mê mất đi tâm tánh nếu như không mê không mê họ chính là phật thì họ không phải là phạm phu trong mười pháp giới cũng gọi là phạm phu trong kinh phật gọi là ngoại phạm trong sáu cõi là nội phạm phu trong sáu cõi thông thường gọi là phạm phu cũng không thêm vào trong thế nhưng ngoài sáu cõi pháp giới bôn thanh của mười pháp giới chúng ta gọi là ngoại phạm cũng vẫn là phạm phu Chưa kiến tánh Chưa hồi phục bổn tâm Cho nên thì tâm thì Phật Là sự thật ngàn dạng lần chính xác Tình tâm chúng ta Tu hành thành Phật Lý luận ngay trong một đời này thành Phật Là căn cứ chính ngay chỗ này Bởi vì chúng ta vốn dĩ là Phật Hiện tại chúng ta mê rồi làm thế nào phá mê khai ngộ hồi phục lại bản lai diện mục của chúng ta bản lai diện mục là phật đó mà cho nên phương pháp tu học của tịnh tông tuyệt diệu tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn Lý pháp môn này là cứu cánh nhất, viên mãn nhất, sức đặc thù, rất trực tiếp, rất ổn định, cũng rất là mau chóng. Phương pháp này là gì vậy? Thì tâm tác Phật. Làm thế nào vậy? Niệm Phật chính là làm Phật. Đúng là Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói, dạy cho chúng ta nhớ Phật, niệm Phật trong miệng niệm Phật, trong tâm tưởng Phật, bạn chính là đang làm Phật. Tưởng Phật, cái tưởng như thế nào vậy? Tưởng tướng hảo của Phật, tưởng trang nghiêm của Phật, tưởng công đức của Phật, tưởng Phật tu hành ngay lúc còn phạm phu tưởng phật thành tựu ngay trên quả địa tưởng phật độ hóa tất cả chúng sanh vô lượng vô biên công đức thù thắng thường nghĩ đến cái tốt này tâm của bạn chính là làm phật do đó kinh vô lượng thọ nhất định phải thuộc tôi dạy cho các vị phương pháp khi vừa bắt đầu Chúng ta liền đem kinh này Dùng thời gian một năm tụng ba ngàn biến Nếu như thời gian một năm không đủ Hai năm, ba năm thì đủ rồi Thời gian của ba năm là đủ Tụng ba ngàn biến Tụng thuộc lòng Sau khi tụng thuộc Bạn liền có thể làm đến được nhớ Phật bạn mới chân thật có thể làm Phật. Một ngày từ sớm đến tối, 24 giờ đồng hồ, không nên nghĩ thứ khác. Hoàn toàn nghĩ đến y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương cực lạc. Cách nghĩ thế nào vậy? Trong kinh điển đã nói, thường hay ghi nhớ ở trong tâm, thường nghĩ nhớ đến cảnh giới trong kinh điển chính là bạn đang chân thật tu hành. Bạn liền đem lý sự tánh tướng nhân quả y chánh của bộ kinh này. Công đức trùng trùng. Toàn bộ thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn. Bạn đều làm đến được Vậy thì làm sao mà bạn không phải là Phật Đó chính là thị Hoàn toàn tương ưng với như cũng chính là hoàn toàn tương ưng với thị tâm tác phật cái nguyên lý này bạn xem pháp môn này thù thắng biết bao niệm phật thành phật là có căn cứ lý luận không phải tùy tiện mà nói pháp môn thù thắng như vậy tôn giả a nan đích thân nghe được thích ca mâu ni phật đã nói như thị hai chữ này chúng ta phải học tập như vậy phải đem đạo lý phương pháp cảnh giới của toàn kinh đều thực tiễn ngay trong tâm tưởng của chúng ta Đây chính là thiên kinh dạng luận. Tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh của tính giải hành chứng. Cho nên khi vừa mở kinh văn thì đã đeo ra. Phía sau hai chữ nhất thời là nói thời gian. Không hề viết lên ngày tháng năm. Chỉ viết nhất thời. Nhất thời có đạo dị Nếu bạn có thể bước vào nhất thời Xin nói với các vị Quá khứ, hiện tại, vị lai Bạn thấy đều tường tận Người đời chúng ta Thông thường hay nói Thần thông quảng đại Biết được quá khứ, vị lai Vì sao họ biết được quá khứ, vị lai Họ sống ở ngay trong nhất thời vì sao chúng ta không biết được quá khứ dị lai Chúng ta sống ở trong ba thời Bạn nói xem có đáng lo hay không Ba thời này là gì vậy Quá khứ hiện tại dị lai Vì quá khứ thì quên mất Vì dị lai thì không biết tí gì Hiện tại cũng mơ mơ hồ hồ Cũng không rõ ràng Chúng ta muốn học Phật Thì làm sao học Phật phải qua nhất thời. Làm thế nào để qua được nhất thời? Chúng ta phải hiểu được, phải thông suốt, tuy là chưa làm được. Nhưng chân tướng của sự và lý không thể không biết, phải nên biết. Nhất chính là như như bất động. Trong Phật Pháp đã nói, Pháp môn bất nhị. Bất nhị chính là nhất. Nhị thì công nhất rồi. Nhất là thật, nhị là giả. Bạn xem, nhất chân Pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Đó là thật. Nhị thì biến thành mười pháp giới rồi Nhất là giác Nhất chính là như Nhị thì không như Nhị thì mê rồi Ba tâm hai ý Ba tâm hai ý là lời nói nhà Phật Cái gì gọi là ba tâm? Đêm một biến thành ba. Một tâm biến thành ba tâm. Một tâm là chân tâm, là chân như. Ba tâm là gì vậy? Tâm, ý, thức. A à, lại giả thức là tâm. Mạc na là ý. Sáu cái phía trước là thức. Dũng dĩ là một tâm. Hiện tại biến thành tám thức. Tám thức cũng gọi là ba tâm vì sao có hai ý tác dụng của hai ý rất lớn trong tám thức tám cái tâm hai ý tác dụng rất lớn hai ý ý căn chính là mạt na mạt na là chấp trước chấp trước kiên cố căn thứ sáu là ý thức ý thức là phân biệt hiện tại chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước chính là thứ này làm chủ đạo đó là mê làm thế nào mới có thể hồi phục lại nhất bạn thấy thiền tông thiền tông minh tâm kiến tánh đó là xem thấy nhất ở trong tông môn thường nói thức đắc nhất dạng sự tất bạn hôm nào vào được cảnh giới nhất rồi Bất cứ việc gì cũng xong cả Những việc trong sáu cõi không còn Việc trong mười pháp giới cũng không còn Chỉ cần bạn có thể chứng được nhất Bạn liền đến được pháp giới nhất chân Khi vào được pháp giới nhất chân rồi Xin nói với các vị Thời gian chính là nhất thời Thời gian hiện tại của chúng ta cũng là nhất thời Nhà khoa học Gia thời cận đại Einstein Ông đã nói qua trong trước tác của ông có nói einstein nói quá khứ hiện tại dị lai đồng thời tồn tại cách nói này của ông thật hơn người làm sao ông có thể biết quá khứ hiện tại dị lai đồng thời tồn tại chúng ta không biết được ông từ chỗ nào mà phát hiện ra đương nhiên ông chưa hề thấy được có thể là ông từ nơi lý luận mà suy đoán ra lý luận cơ bản nhất của khoa học là căn cứ vào số học cho nên gọi số học là mẹ của khoa học trên lý số cao thâm khi suy đoán ra có thể biết được quá khứ, hiện tại, dị lai đồng thời tồn tại. Do đó, Đông Phương, Tây Phương, một quốc gia nào, một khu vực nào đều có một số dự ngôn suy đoán ra tương lai. Dự ngôn do đâu mà có ra vậy? Dự ngôn là suy lý. Phần nhiều từ trong số học mà suy đoán ra. Suy ra thì chưa chắc hoàn toàn chính xác. Thế nhưng, nếu như con người bạn có thể nhập định, chân thật có được định, ở trong cảnh giới thiền định đột phá được thời không cũng chính là vượt qua quá khứ hiện tại dị lai quá khứ hiện tại dị lai thầy đều xem thấy chứng minh được einstein đã nói quá khứ hiện tại dị lai đồng thời tồn tại những việc dị lai bạn có thể xem thấy được rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo như vậy mà nói ra một chút sai lầm cũng không có đó là dự ngôn rất chính xác. Nhất thời, cái ý nghĩa này rất là sâu rộng. Nhất thời mới là thật. Nói cho bạn nghe, ngày tháng năm là giả. Đó là vọng tưởng phân biệt, chấp trước của tất cả chúng sanh. Phật Pháp nói lời thật cho bạn nghe. Kinh điển tuy là Phật y theo nhị đế mà nói Pháp nhị đế chính là chân đế Chân đế là cảnh giới mà Phật đã thân chứng Đó là chân đế Tùy theo tri kiến của chúng sanh mà nói Đó gọi là tục đế Trong một bộ kinh Hai loại ý nghĩa này thị đều có Đại khái ở trong kinh tiểu thừa Dạng nói rất nhiều tục đế Chân đế thì giảng ít hơn. Trong kinh Đại thừa thì giảng chân đế nhiều, tục đế thì giảng ít. Càng về giai đoạn sau, Phật hoàn toàn giảng lời chân thật, cho nên chữ nhất thời này là lời chân thật chân đế. Lý cảnh giới của Phật mà nói, chúng ta nhất định không được hoài nghi. Phật là người chủ giảng giảng kinh nói Pháp lần đó bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tại Dương Xá Thành Kỳ xà quật Sơn Trung Đó là nơi chốn giảng kinh năm xưa Trên kinh điển cũng đều có ghi chép Chứng minh cho chúng ta Sự thù thắng của Pháp hội này Có thời gian, có địa điểm còn có tín chúng cùng với một dạng hai ngàn vị tỳ kheo có mặt pháp hội này rất là trang nghiêm có nhiều thính chúng đến như vậy các vị phải nên biết thông thường chúng ta đọc kinh xem thấy được ở trong kinh điển thính chúng trong pháp hội của phật phần nhiều là nói cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo cái hội này tăng gấp 10 lần so với chúng hội thông thường. Một dạng hai ngàn người lại thêm vào phía sau nói với chúng ta có tỳ kheo, tỳ kheo ni, có nam cư sĩ, nữ cư sĩ tại gia. Tổng cộng lại có hai ngàn người. Pháp hội trang nghiêm Thù thắng như vậy Chứng minh Pháp hội này không thể nghĩ bàn Chúng ta ở trong hội Pháp Hoa Xem thấy Kinh Pháp Hoa Khi vừa mở đầu Cũng là một dạng hai ngàn người Việc này âm thầm nói lên Đó là Cổ Đức đã nói Mật nghĩa hàm chứa trong Kinh Quyển Kinh này giống như Pháp Hoa đồng với Pháp Hoa Nói rõ nó là Nhất thừa giáo Không thể Nghĩ bàn Chúng ta từ ngay chỗ này Phải nhận biết Bộ kinh điển này Những phương pháp Lý luận này Giá trị của nó Không phải kinh điển phổ thông thù thắng không gì bằng Kinh văn phía sau đó là tháng đức Tán tháng cùng đại chúng hội Không phải người thông thường Tất cả đại thánh thần thông dĩ đạt Đó là nói ngay trong thính chúng Không phải người phổ thông Câu này chuyên môn tán tháng một dạng hai ngàn vị đại tỳ kheo trong chúng hội một dạng hai trăm ngàn người đầy là đại thánh không phải tiểu thánh kết nối đại thánh cùng tiểu thánh tiểu thánh là chỉ tiểu thừa a la hán bốn quả a la hán là thánh nhân của tiểu thừa thánh nhân của đại thừa đi vị đó thì cao thông thường chúng ta hay gọi thập hiền thập thánh lúc nào thì mới có thể xưng thánh quả gì của bồ tát thập trụ thập hạnh thập hồi hướng gọi là tam hiền dị từ sơ địa trở lên mới gọi là thánh nhân thập thánh chính là thập địa bồ tát từ sơ địa đến thập địa quả vị này gọi là thánh nhân ngay trong thánh nhân lại thêm đại thánh đó lại không phải là thánh nhân thông thường đại thánh là chỉ ai vậy bồ tát pháp dân địa cùng bồ tát đẳng giác ở hai vị thứ này có thể gọi là đại thánh do đây có thể biết một dạng hai trăm người đến dự hội không phải là người thông thường chí ít cũng đều là bồ tát pháp dân địa bồ tát đẳng giác thừa nguyện trở lại để ủng hộ thích ca mâu ni phật nên gọi là một phật xuất thế dạng phật ủng hộ như diễn kịch thích ca mâu ni phật là diễn chính các vị khác đến phối hợp phụ diễn những người diễn phụ này Không phải là người thông thường Có những tư cách còn lão luyện hơn So với người diễn chính Thậm chí còn là thầy của diễn chính Đóng vai phụ cho Ngài Phối hợp diễn sướng với Ngài Việc này chúng ta thường xem thấy Ở trên sân khấu Cái thế gian này Là một sân khấu lớn Thích Ca Mâu Ni Phật Là giai chủ diễn của kịch trường này Cho nên Có rất nhiều cổ Phật Bồ Tát đẳng giác tái lai. Hiệp trợ Thích Ca Mâu Ni Phật đem cái kịch trường này diễn cho tốt, sướng cho hay. Mọi người chỉ có một mục đích giống như nhau. Cái mục đích này là gì vậy? Khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Khiến tất cả chúng sanh ở ngay trong một đời viên mãn thành Phật. Đó là bản nguyện của chư Phật. Chúng ta ở trong đời kinh phía trước đã nói qua với các vị. Hiện tại, Phật cùng với những đại thánh này xem thấy thế giới ta bà có một loại chúng sanh. Cơ duyên thành Phật đã chín mùi rồi. Thế Tôn vui mừng không gì bằng. Những vị đại thánh này cùng đến phối hợp, cũng là hoan hỷ vui mừng không gì bằng. Tiếp dẫn chúng sanh căn tánh chính mùi. Ngay trong một đời bình đẳng thành Phật. Cho nên những người này không phải là người thông thường. Bạn xem, chỗ này không hề đem tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ. Liệt kê những người này trong đó. Vì sao vậy? Những người đó là phàm phu, không phải là đại thánh. Những vị đại tỳ kheo, một dạng hai trăm người, những người này là đại thánh. Thế nên, Thế Tôn ở hội này tự nhiên thù thắng trang nghiêm không gì bằng. Theo thường lệ, khi mở đầu kinh văn, thì cần phải liệt kê mấy nhân vật làm đại biểu. Cổ Đức gọi các vị đó là Thượng Thủ liệt kê ra mấy tên. Quyển kinh này từ trào nhà Hán mãi đến trào nhà Tống tổng cộng có 12 lần phiên dịch. Nêu tên nhiều ít không như nhau. Có quyển nêu tên thì nêu ra hơn ba mươi vị có quyển nêu ra ít thì có mười vị hai mươi vị những vị này vì sao phải đem tên của họ nêu ra ở đây xin nói với các vị đó là biểu pháp thế tôn giảng kinh nói pháp bất cứ hội nào họ cũng đều đến tham gia tại vì sao ở trong cái hội này kết tập bộ kinh này nêu tên những người này kết tập một bộ kinh khác lại nêu lên số người khác phải hiểu được ý nghĩa của nó ở chỗ nào những người trong số này từ danh hiệu đức hạnh của họ đủ có thể đại biểu ý nghĩa của bộ kinh này xem thấy những người này liền biết được nội dung của bộ kinh này biết được trọng điểm của pháp hội lần này là ở đâu nên nêu ra tên thì đã có ý nghĩa rồi cho nên tên không phải tùy tiện mà nêu lên cũng giống như thông thường hiện tại trong xã hội chúng ta mở hội nghị vậy xem thấy đến tham dự hội nghị là những nhân vật nào thì bạn đi biết được tính chất của hội nghị này là như thế nào. Họ nói đến những vấn đề gì? Phật Pháp, Pháp hội này, nêu ra tên Bực Thượng Thủ, cũng là cái ý này. Lão cư sĩ Hà Liên Cư, hội tập bộ kinh điển này. Ông ở trong chỗ Thượng Thủ, tỉnh lược bớt rất nhiều người chỉ là đem bực quan trọng nhất nêu ra mấy vị này cũng đủ để đem nghĩa thú của toàn kinh thấy đều có thể biểu đạt ra hết đó là thủ pháp cao minh của người hội tập làm cho hầu học chúng ta giảm bớt được rất nhiều thời gian và tinh thần chúng ta nhận được tinh hoa của kinh vô lượng thọ mười hai loại bản dịch nhiều năm đến nay đã có bảy loại thất truyền hiện tại trong đại tạng kinh còn có năm loại nguyên bản dịch hội tập này của Hạ Lão có thể nói là bổn tổng hợp của năm loại nguyên bản dịch. Bạn đọc quyển này cũng như đã đọc qua hết năm loại nguyên bản dịch kia. Văn tự, nghĩa lý Hoàn chỉnh đầy đủ Không hề kém khuyết chút nào Năm xưa Khi Hà Lão còn ở đời Pháp Sư Huệ Minh tán tháng Pháp Sư Từ Chu tán tháng Lão cư sĩ Mai Quang Hy Thì càng không cần phải nói Trong lời tựa Trong bạc văn Chúng ta đều xem thấy Hội tập được rất tốt hội tập được quá viên mãn thù thắng hơn rất nhiều so với ba loại hội dạo bổn ngày trước đó là giảng lược giới thiệu với các vị bây giờ chúng ta xem đức hiệu đại biểu của mấy vị này kỳ danh viết tôn giả kiều trần như Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan Đẳng, Di Di Thượng Thủ. Bạn xem, đây đều là Đại A La Hán. Chỉ điều ra cho chúng ta năm vị. Thật là giảng lược thấu đáo. Vị thứ nhất, Tôn giả Kiều Trần Như. Chúng ta ở trong rất nhiều kinh điển Thượng thủ đại biểu rất ít xem thấy có Ngài Mà là xá lợi Phất một kiền liên Thường thấy, thường nghe Chúng ta rất quen thuộc Kiều Trường Như thì trái lại rất lạ Rất ít nghe đến tên của Ngài Thực tế mà nói Bất cứ hội nào cũng không thiếu vắng Ngài vì sao không nêu Ngài lên? Ngài ở trong số đệ tử Phật Đại biểu cho ý gì vậy? Đại biểu Chứng quả đệ nhất Khai ngộ đệ nhất Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa Ở dưới cội Bồ Đề Thị hiện thành đạo Sau khi thành Phật Đến dường nay để độ năm người này năm vị tỳ kheo đó là lần đầu tiên giảng kinh nói pháp thính chúng chỉ có năm người hiện tại các vị đến học giảng kinh thính chúng có được năm người thì rất đầy đủ rồi ta không hề khác gì với thích ca mâu ni phật thích ca mâu ni phật lần đầu giảng kinh có năm thính chúng hiện tại ta mới bắt đầu học giảng kinh không phải chỉ có năm người thù thắng hơn rất nhiều so với thích ca mâu ni phật Cho nên độ năm tỳ kheo Trong năm vị tỳ kheo này Khai ngộ thứ nhất Chứng quả thứ nhất Là Kiều Trần Như Kiều Trần Như có rất nhiều tích truyện Ở đây chúng ta sẽ không giảng Chủ này chúng ta cần phải tin tưởng Ngài đại biểu cho cái gì Đại biểu bộ kinh này Là kinh khai ngộ bậc nhất Pháp môn này là pháp môn chứng quả đệ nhất Ngài biểu đạt cái ý này Chứ bổn kinh này Phía sau không phải là tiểu thừa Ở trong quyển kinh này của chúng ta Ở mặt đầu đây Dường như là ở tờ thứ 94 Các vị lật đến tờ thứ 94 Đúng rồi, tờ thứ 94 Đoạn đầu phần lưu thông Khuyên tính lưu thông Bạn xem phần phán khoa đoạn thứ hai Một hai đệ tử thứ nhất Chúng ta đọc qua kinh văn một lần Tâm vô hạ liệt Diệt bất tống cao Thành tựu thiện căn tất giai tăng thượng Đương tri thử nhân phi thị tiểu thừa Ư ngã pháp trung đắc danh đệ nhất đệ tử Chúng ta xem thấy đoạn kinh văn này Trước sau tương ưng với nhau Kiều Trần Như là khai ngộ đệ nhất chứng quả đệ nhất Nên xếp Ngài ở thứ nhất Chính là nói rõ bộ kinh này Là pháp môn Khiến cho tất cả chúng sanh Bình đẳng Thành Phật đệ nhất Nếu bạn nói là Tất cả kinh Thích Ca Mâu Ni Phật Đã nói ra trong 49 năm Kinh nào là đệ nhất Đi chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao Đây là đệ nhất kinh Thiên kinh Giảng luận Ngày này chúng ta có thể chọn được đệ nhất kinh Việc này nếu không phải là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên Thì làm sao bạn có thể gặp được Ngày đây chúng ta gặp được Đó là đệ nhất kinh trong tất cả kinh Kiều Trường Dư đại biểu đệ nhất Thế nên xếp ngài ở thứ nhất Phía sau đều là thứ nhất từ nay chỗ này về sao, mãi đến bộ kinh này viên mãn mỗi câu mỗi chữ đều là đệ nhất không có đệ nhị chúng ta xem thấy ở trong tất cả các kinh Xá lợi phất đại biểu cho trí tuệ một kiền liên đại biểu thần thông kiều trần như xếp ở phía trước vậy thì ý nghĩa biểu thị của xá lợi phất được nâng cao hơn xá lợi phất ở ngay đây đại biểu trí tuệ đệ nhất một kiền liên ở chỗ này đại biểu thần thông đệ nhất thần thông chính là năng lực mà ngày nay chúng ta thường gọi thông là ý nghĩa thông đạt không có thứ nào không thông đạt không hề chướng ngại thần là thần kỳ siêu việt thường thức của chúng ta siêu việt tưởng tượng của chúng ta họ có năng lực thù thắng như vậy năng lực đệ nhất ở trong tất cả kinh đều có hai vị tôn giả này đó chính là nói tất cả các kinh mà phật đã nói đều là trí tuệ đức năng từ trong trí tuệ chân thật đức năng chân thật mà lưu xuất ra ở chỗ này chúng ta phải đem nó thêm vào đệ nhất trí tuệ là đệ nhất thần thông năng lực là đệ nhất tuyệt đối không phải các kinh khác có thể so sánh vì sao vậy bất cứ kinh nào cũng đều không thể khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật chỉ có bộ kinh này một pháp môn này có thể khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật các vị phải ghi nhớ Chúng ta ở ngay nơi đây xây dựng tính tâm Học cái đoạn kinh văn này Chính là kiến lập tính tâm kiên định Không gì bằng của chúng ta Tin tưởng chính mình Thị tâm, thị Phật Tin tưởng chính, chính mình Thị tâm, tác Phật quyết định thành phật chúng ta ở trong cái đoạn kinh văn này thiên chốt là phải học chỗ này phía sau cũng là giúp chúng ta xây dựng tính tâm nhất định không dao động tôn giả ca diếp đại biểu thiền tông sơ tổ của thiền tông tôn giả a nan đại biểu giáo hạ tông môn cùng giáo hạ họp lại chính là bao gồm tất cả phật pháp không hề sót lọt thứ nào ngoài thiền tông ra thì đều gọi là giáo hạ ý nghĩa mà hai vị này đại biểu chính là nói với chúng ta tông môn giáo hạ cuối cùng cũng sẽ quy về tịnh độ. Bạn nói xem, tịnh độ thù thắng dường nào? Thế nhưng tông môn có phải thật quy về tình độ hay không? Chân thật quy về. Thí dụ rõ ràng nhất, Mã Tổ, Bá trưởng hai vị đại sư này, xây dựng tòng lâm Lập thanh quy Đề sướng cùng tu Bạn thấy thiền môn nhật tụng Thanh quy mà Đại sư Bá Trường đã lập ra Đó là bộn khóa tụng của thiền tông Khóa tối điều niệm A-di-đà Phật Buổi tụng kinh tối thì tụng kinh Di-đà Há chẳng phải quy trình độ đó sao? không hề xem nhẹ tịnh độ. Rõ ràng là ngàn kinh dạng luận và mọi tông phái đều quy về. Quy về đâu? Quy về vô lượng thọ. Quy về bộ kinh này. Quy về thế giới Tây Phương cực lạc. hiểu rõ đạo lý này thì chúng ta lựa chọn pháp môn tình độ chuyên tu chuyên hoàng nhất quyết không bị các pháp môn khác làm lay động ý nguyện của chúng ta cái ý nghĩa này là ở chỗ đó Xem kỹ Trong Pháp hội còn có chúng Bồ Tát Ở trong chúng Bồ Tát Đề cử cho chúng ta Ba vị Bồ Tát Vị thứ nhất là Bồ Tát Phổ Hiền Lại có Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Giang Tù Sư Lợi Bồ Tát Di Lạc Và tất cả Bồ Tát trong hiện kiếp Đều đến hội họp Ý nghĩa này rất hay bồ tát phổ hiền đại biểu điều gì đại biểu tịnh mật không hai chúng ta hiểu được mười tông phái trong phật pháp trong đó có mật tông cho thời cần đại mật tông hoàn truyền rất rộng tổ sư của mật tông là ai vậy là bồ tát phổ hiền vị truyền thừa của mật tông là Bồ Tát Long Thọ. Sau khi Phật diệt độ 600 năm, Bồ Tát Long Thọ xuất hiện ở thế gian này. Ngài là Bồ Tát Sơ Địa. Ngài ở Nam Thiên mở tháp sắt. Sau khi tháp sắt mở ra, thì thấy Kim Cang Tác Đỏa, cũng gọi là Kim Cang Thủ Bồ Tát. Truyền cho Ngài mật pháp này sau này ngài truyền lại kim cang thủ bồ tát cũng chính là kim cang tác đỏa là hóa thân của bồ tát phổ hiền cho nên bồ tát phổ hiền ở mật tông xưng là kim cang tác đỏa ngài ở đây đại biểu mật tông đến cuối cùng cũng quy về tịnh độ ý nghĩa này hiển thị đặc biệt rõ ràng ở trong bản kinh vì sao ở trong phẩm thứ hai đức tôn phổ hiền trong kinh hoa nghiêm thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc mật tông đâu có lý nào mà không quy về tịnh độ chứ ý nghĩa này phải hiểu dân thù sư lợi Bồ Tát để biểu thiền tông không hai. Thiền tông cho tổ sư Đạt Ma truyền xuống không phải là thiền định trong lục độ là bát nhã ba la mật trong lục độ. Bạn thấy lục tổ đàn kinh lục tổ khi mở lời thì dạy mọi người cứ niệm ma ha bát nhã ba la mật đa cho nên chư gì phải hiểu rằng Thiền Tông là tu bác giả Ba La Mật Đa Bồ Tát Dân tù sư lợi đại biểu Đây là bổn tôn trong tông môn Phổ hiền Là bổn tôn trong mật tông Tất cả đều hướng về tình độ thì chúng ta tu tịnh độ Tâm đã định rồi Thì nhìn thấy thiền, nhìn thấy mật Rất hay Ta là mật trong mật, thiền trong thiền Không hề bị họ làm lay động Tính tâm, nguyện tâm của bạn Mới kiên định Bồ Tát liệt kê vào ở ngay chỗ này Bạn phải nên hiểu cái nghĩa thú sâu rộng này Ngay chỗ này Chân thật giúp đỡ chúng ta Xây dựng tính tâm không gì bằng Quyền tâm không gì bằng Vị tiếp theo là Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát Di Lạc ở ngay chỗ này Là đại biểu truyền thừa tương lai Thời đại này của chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật là một thời đại lớn. Cái thời đại lớn này, một dạng hai ngàn năm. Pháp dựng của Thích Ca Mâu Ni Phật có chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Thời đại lớn này một dạng hai ngàn năm. Sau một dạng hai ngàn năm, các chư Phật khác đến Hoàng Dương Pháp Môn gì vậy? Có phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Cũng là Hoàng Dương Pháp Môn này ư? Không sai. Bồ Tát Di Lặc chính là kế thừa Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp. Di Lặc là vị thứ năm. Cho nên là tiếp nối tương lai. Cũng tiếp nối pháp môn này. Vì sao vậy? Pháp môn này là pháp môn đệ nhất. mười phương ba đời tất cả chư Phật như lai độ chúng sanh thành Phật đạo pháp môn đệ nhất chính là kinh vô lượng thọ đối tượng kinh vô lượng thọ đối tượng có thể tiếp dẫn chính là chúng sanh căn tánh chín mùi ở thế gian cái gì gọi là chín mùi ngay trong một đời này Quyết định làm Phật Đó chính là đối tượng của Kinh Vô Lượng Thọ Ở ngay trong một đời này của chúng ta Tiếp xúc được Pháp môn này Dạng nhất không thể giảng sanh Vậy thì phải nói thế nào đây? Không thể giảng sanh Không phải kinh có kém khuyết là chính chúng ta chưa y giáo phụng hành bạn phải cố gắng ghi nhớ quả nhiên có thể y giáo phụng hành thì bạn ở ngay trong một đời này quyết định làm phật không hề khác biệt với a di đà phật đó là thật không phải là giả cho nên tất cả chư phật như lai gặp được chúng ta căng tánh chín mùi đều phải nói pháp môn này đều phải nên khuyên bảo tất cả chúng sanh niệm phật cầu sanh tịnh độ do đây có thể biết cái pháp môn này pháp hội này thù thắng xác thực ra là không tiền tuyệt hậu đoạn sau cùng này cập hiền kiếp trung nhất thiết bồ tát tất cả bồ tát này chuyên chỉ hiền kiếp thiên phật cái thời đại đó thì càng to lớn hơn ở ngay trong một đại kiếp nhà phật gọi một đại kiếp đó là nói đơn vị thời gian rất lớn một đại kiếp ở trong đại kiếp này có một ngàn dị vật xuất hiện ở thế giới ta bà này. sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a cầu gmail.com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô a di.